Những chiếc xe khoảng độ 5 đến 6 năm tuổi thì cái bề mặt sơn của anh em đi thì trong cái thời gian rửa này, môi trường tác động bên ngoài này, đất cát bám vào này, thì cái bề mặt sơn này sẽ bị xước ố. Và anh em đi rửa xe nữa, những cái khăn rửa xe nó có thể nó sẽ có những cái bụi, cái cát nó lưu ở trong đấy, và sau khi lau lên cái bề mặt sơn này sẽ làm xước cái bề mặt sơn và ảnh hưởng đến bề mặt sơn, thế mà bề mặt sơn cũ đi, xước dầm và ố rất là nặng. Để giải quyết cái tình trạng đấy thì anh em sẽ không cần phải sơn lại cái toàn bộ cái bề mặt xe này, nếu như cái lớp sơn của anh em chỉ bị xước nhẹ thì anh em có thể giải pháp đó là qua các trung tâm dịch vụ để đánh bóng như bên em Agala Thái Nguyên, để chuyên để chăm sóc các dòng xe này, như chuyên chăm sóc các dòng xe thì có như chiếc xe này đánh đến đây thì hôm nay cái lớp sơn rất là ố và xước dăm rồi, bề mặt bóng nó sẽ bị ảnh hưởng, và về tiến hành qua bên em đánh bóng và hiệu chỉnh lại toàn bộ bề mặt sơn. Thì đây là cái quy trình đầu tiên bên em đang hiệu chỉnh lại bề mặt sơn và tiến hành đánh bóng để hiệu chỉnh lại toàn bộ để lấy lại cái độ bóng như nguyên bản với xe. Ở đây anh em có thể thấy đây là sau khi mà đánh đến bước thứ ba, tất cả quy trình đánh bóng bên em sẽ gồm có 5 bước đấy, anh em thấy không? Đánh đến cái bước thứ ba thì nó tạo lại cái độ bóng sâu cho chiếc xe của mình, để cho chiếc bề mặt sơn nó xóa toàn bộ ố và cái phần xước xoáy của chiếc xe sẽ mất hết. Và có ở những cái phần chi tiết nhựa đen này sẽ được anh em dán lại toàn bộ như này để tránh cho anh em khi mà cái máy đánh bóng mình đánh qua đây này nó sẽ xước vào cái phần nhựa đen này, nó sẽ bị bạc màu đi nhá anh em nhá. Đấy, che chắn rất là cẩn thận và kỹ càng để cho anh em làm cực kỳ chăm chút chiếc xe của mình. Đấy, và đây anh em có thể thấy đấy. Đấy, những cái phần chi tiết nhựa đen này sẽ được dán là bảo vệ cho anh em để khi mà đánh bóng vào nó sẽ không bị xước. Quy trình đánh bóng gồm 4-5 bước và cái đánh bóng này thì sẽ mất thời gian chi phí và thời gian khoảng độ từ 6 đến 8 tiếng tùy theo từng dòng xe và tùy theo màu xe để mà đánh hoàn thiện cho một chiếc xe như này. Anh em nào mà đang bị cái tình trạng đó là bề mặt sơn bị xuống màu này, xước dăm này, ố này, hoặc xước nhẹ này thì có thể bê qua bên em để em kiểm tra cho và tiến hành đánh giá bề mặt sơn để em tiến hành bắt đầu đánh bóng và hiệu chỉnh bề mặt sơn cho anh em để lấy lại cho anh em một chiếc xe sạch, đẹp và bóng cho anh em. Cảm ơn anh em.